Và tối nay mình sẽ điều tra thêm thông tin về các thầy và cũng như là người thanh niên lạ mặt đó. Nhưng cái manh mối duy nhất hiện tại của mình đó chính là linh hồn đã rượt theo cái người thanh niên đó mọi người. Linh hồn đó vẫn không tới mọi người ạ. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, dùng la bàn tìm vong để có thể tìm linh hồn đó nha mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mọi người cũng đã biết là hiện tại ở ngôi chùa này đang xảy ra một chuyện rất là nghiêm trọng mọi người. Có một người lạ mặt đi vào bên trong khu vực chùa hoang này và đã mở ra một cái quách mọi người. Cái vật đó rất giống với lại những cái quách mà ngày xưa mình hay dùng để mà đựng máu gà mọi người. Thì cái người thanh niên này vừa mới đi vào bên trong khu vực chùa, sau đó mở cửa và đi ra phía sau. Sau khi một khoảng thời gian tầm 10 cho tới 15 phút, thì người thanh niên đó đã đi vào lại và móc từ bên trong túi quần ra một cái quách mọi người. Và sau khi cái quách được mở ra, thì có hai vật thể rất là kỳ lạ. Chúng ta nhìn thông qua camera hồng ngoại, chúng ta có thể biết rằng hai cái vật thể đó không phải là vật thể hữu hình. Đó là một vật thể vô hình, có thể là ám, có nghĩa là âm khí, mình xin lỗi mọi người. Rất có thể là âm khí, nhưng mình không biết tại sao cái nguồn âm khí này nó giống như hai con rắn với mọi người, bò vào bên trong hướng am thờ. Và sau đó, người thanh niên này đã đi vào bên trong am thờ như chốn không người luôn mọi người. Và người thanh niên này đã lấy chân nhang ở trên bài vị thầy Hùng, ông Lũ và cũng như là bài vị ngày trước của 72 vị âm binh mọi người. Mình nghĩ là cái quách mà người thanh niên đó mở ra và hai cái vật thể trong đó đã làm gì đó với các linh hồn ở bên trong am thờ. Cho nên người thanh niên này mới dạng chân đi vào bên trong am thờ không sợ bất cứ một cái gì hết mọi người. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Sau khi người thanh niên này lấy đi những cái chân nhang ở bên trong am thờ, đi ra tới ngoài sảnh, người thanh niên này chuẩn bị cúi xuống và nhặt lại cái quách, thì đột nhiên cái ghế mà bình thường hay ngồi để làm nghi thức của mọi người, nó bay lên, nó nhảy 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 lại gần cái người thanh niên đó. Nhưng mình nhớ không lầm là tới tận 3 lần mọi người. Thì người thanh niên đó mới đá cái ghế. Cái ghế nó càng nhảy lại gần thì đồng người thanh niên đó đá cái ghế bỏ, đá cái ghế văng ra xa ra. Thì có một linh hồn, có một linh hồn là mình nhìn rất quen mọi người. Cái linh hồn này đã từng tham gia nghi thức quỷ nhập tràng gần đây nhất của mình. Linh hồn đó đã xuất hiện và rượt cái người thanh niên này bỏ chạy mọi người. Người thanh niên này đã té xuống và gớt cái bịch lại. Sau đó người thanh niên này lụi cụi lầm cái bịch lên và đi ra ngoài sau. Khi mà mình đi qua, mình đi tới cái nơi mà cái chỗ cái người thanh niên nó bị té đó, thì chân nhang văng ra rất rất là nhiều mọi người. Thì càng khẳng định rõ hơn, đó chính là người thanh niên này đã lấy chân nhang ở bên trong am thờ. Và điều nghiêm trọng hơn là toàn bộ linh hồn ở bên trong am thờ thầy Hùng, ông Lũ, ông Lèo đã biến mất không một lý do mọi người. Mấy ngày hôm nay mình lo lắng rất nhiều, mấy ngày hôm nay mình ngủ ở bên chùa không à mọi người. Thật sự là mình không thể nào ngừng suy nghĩ về cái chuyện là liệu các linh hồn bên trong am thờ này có đang gặp một cái chuyện gì đó hay không mọi người. Và tối nay mình sẽ điều tra thêm thông tin về các thầy và cũng như là người thanh niên lạ mặt đó. Nhưng cái manh mối duy nhất hiện tại của mình đó chính là linh hồn đã rượt theo cái người thanh niên đó mọi người. Chỉ còn duy nhất cái đầu cái thông tin đó để mình có thể khai thác được những điều mình muốn biết thôi mọi người. Cho nên tối nay mình sẽ thực hiện nghi thức để cầu hồn linh hồn đó tới chùa mọi người. Để mình hỏi linh hồn đó xem là sau khi linh hồn đó rượt theo cái người thanh niên này thì có thông tin gì về các thầy hay không.
Có lẽ là mọi người thắc mắc là tại sao mình không đi ra ngoài mộ của các thầy để thực hiện nghi thức triệu hồi thì bắt buộc linh hồn sẽ phải quay về chùa. Thì những lá phù đó mình không biết vẽ mọi người. Những lá phù đó ngày trước mọi người nhớ thầy mình vẽ cho mình bao nhiêu á thì mình đã làm hết rồi. Mình đã làm và sau khi làm xong là phải đốt mọi người. Đó, cho nên là mình không có dự trữ bất cứ một cái lá phù nào cả. Mà hiện tại thì thầy của mình ở Tây Ninh nó đang đi ngao du, cho nên là không có đủ điều kiện, không có đủ đồ nghề để mà có thể thực hiện những cái lá phù đó cho mình. Thì thầy vẫn đang cố gắng đi thực hiện cho mình đó mọi người. Thì khi nào xong thầy thầy sẽ gửi cho mình. Thì cái điều mà mình cần làm đầu tiên bây giờ là truy tìm được cái linh hồn đó và hỏi về thông tin của các thầy và cũng như là người thanh niên đó để mình và tất cả mọi người chúng ta cùng yên tâm về cái chuyện này. Vì mình biết là không chỉ riêng mình, mọi người cũng đang rất là lo lắng về cái chuyện này mọi người. Mình hy vọng nghi thức tối nay sẽ thành công. Và tối nay như thế nào? Khi mà linh hồn đã tới đây, linh hồn sẽ nói điều gì? Thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất rồi từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối này nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Và mọi người có đang thắc mắc là làm sao để mình có thể gọi hồn chính xác được linh hồn đó tới đây không mọi người? Thật sự là mình cũng không chắc chắn được là có chính xác hay không nữa. Mình chỉ thấy là linh hồn này rất giống với lại linh hồn lần trước đã cùng thực hiện nghi thức quỷ nhập tràng cùng với mình thôi. Chứ mình không biết là có đúng hay không nữa mọi người. Và còn về linh hồn lần trước thực hiện nghi thức quỷ nhập tràng với mình, thì cái lúc mà trước khi linh hồn đó chuẩn bị nhập xác vào bên trong cơ thể của mình thì mình có cảm nhận được âm khí của linh hồn đó. Chỉ có điều á là mình không thể nào mở mắt và ngồi dậy được thôi. Ngoài ra mình vẫn cảm nhận được âm khí của linh hồn đó mọi người. Cho nên mình sẽ dựa theo cái nguồn âm khí để mà có thể đưa linh hồn đó, gọi hồn linh hồn đó đi về đây mọi người. Đó, và mình rất rất là hy vọng chính xác cái linh hồn rượt cái người thanh niên đó chính là linh hồn lần trước đã tham gia nghi thức cùng với mình. Vì mình đoán như vậy thôi mọi người, chứ mình cũng không biết được chính xác là có đúng là linh hồn đó hay là không nữa mọi người ạ. Ok, thì bây giờ mình xin phép mọi người mình được bắt đầu thắp hương và thực hiện cho nghi thức nhé. Mình xin phép mọi người. Mình sẽ phép mọi người nhé. Thank you.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện làm phép đèn lưu ly và cũng như là mở con mắt âm dương nha mọi người nhé. Ok mọi người, mình cũng đã mở con mắt âm dương và cũng như là thực hiện hết tất cả những thứ cần thiết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dựa vào âm khí lần trước mà mình nhớ của linh hồn đó, song song với việc đọc chú gọi hồn và gọi khánh nhé. Xin phép mọi người ạ. Linh hồn đó vẫn chưa tới mọi người. Mình sẽ làm lại thêm một lần nữa nha. Linh hồn đó vẫn không tới mọi người ạ. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, dùng la bàn tìm vong để có thể tìm linh hồn đó nha mọi người. Tôi xin chào linh hồn ạ. Linh hồn ơi, tôi tìm linh hồn từ nãy giờ. Vừa rồi có phải linh hồn là người đã rượt theo người thanh niên lạ mặt đi vào bên trong ngôi chùa này có đúng không? Linh hồn không nói chuyện được sao? Thôi được rồi, linh hồn hãy ở yên đó và tham gia nghi thức thông tâm cùng với tôi nha. Tôi muốn biết được những gì mà linh hồn đã thấy khi mà linh hồn rượt theo người thanh niên đó. Xin phép linh hồn ạ.
Thì ra không phải chỉ có một người. Tôi cảm ơn linh hồn rất nhiều về những thông tin này nha. Tôi cảm ơn linh hồn rất nhiều ạ. Linh hồn. Linh hồn. Ông lỗ. Ông lỗ. Kêu âm sầm, giật mình mày, thằng này. Trời ơi, ông vẫn còn bình thường hả ông lũ? Cái gì? Tao có khùng đâu, mà không bình thường mày. À, không phải, ý là ông lũ vẫn còn khỏe, khỏe mạnh hả ông lũ? Thằng này hỏi thắc cười, tao chết rồi, không lẽ bị bệnh? Ui, ý của con là vừa rồi có một người thanh niên lạ mặt đi vào bên trong cái khu vực chùa này, sau đó cái người thanh niên đó đã đặt xuống một cái chung gì á ông ơi, người thanh niên đó đặt xuống một cái chung gì á, và khi mà người thanh niên đó mở ra thì có hai cái vật thể màu đen đen, con có thể khẳng định được nó là một cái vật thể vô hình đâu mà, và nó bò vào bên trong am thờ. Thì cái người thanh niên đó đi vào am thờ và lấy những cái chân nhang ở trong bài vị của ông và cũng như thầy Hùng và ông Lèo. Sau lần đó thì con không thấy âm khí, con không còn cảm nhận được ông thầy Hùng hoặc là ông Lèo bên trong am thờ nữa. Con cứ tưởng đó là ông đang có chuyện không, mà con tưởng đó là hai cái vật thể đen đen đó nó đã làm cái gì ông không mà. Ý mày nói là hai con này đây hả? Ui, đúng không ạ? Đúng rồi. Cái con này nè ông nè. Ba cái con này chỉ để hầm đu đủ thôi mày ơi. Làm gì được ai? Ồ. Ui. Vậy ông Lũ không sao là con mừng rồi, mà tại sao bữa giờ ông với thầy Hùng đi đâu mất tiêu vậy ông? Tụi tao có chút việc nên không ở đây. Xíu vô trong đi, tao kể cho nghe. Dạ, con sẽ đi vô bên trong liền. Con chào ông ạ, con sẽ đi vô ngay ạ. Ui, vậy là ông Lũ không có sao hết mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong am thờ để mình nghe ông Lũ nói coi là chuyện gì vậy mọi người. À, lúc nãy mình thông tâm với lại cái linh hồn. Cái linh hồn lúc nãy mọi người có cái chuyện này ghê lắm. Để mình đi vào bên trong mình nghe ông Lũ nói cái gì, rồi về nhà có gì mình sẽ kể chung cho tất cả mọi người nghe nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã xem video của mình. Bây giờ mình sẽ tranh thủ đi vào bên trong am thờ nha mọi người nha. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người.